Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Khoái đến từ cộng đồng đầu tư 40 và Học viện Crypto. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tham gia vào cái hành trình miễn phí khóa học chơi chuyên sâu. Đầu tiên các bạn điền họ và tên của mình theo cái đường link này, đó là đăng ký.đầu tư40.com gạch chéo chơi. Đầu tiên các bạn điền họ tên, sau đó các bạn điền email của mình vào, các bạn nhấn đăng ký. Sau khi nhấn đăng ký xong, các bạn vào kiểm tra email ấy, thì các bạn sẽ nhận được một cái email đầu tiên, đó là cái bài số 1 trong hành trình 30 ngày trở thành bậc thầy trader. Thì các bạn kích vào cái email này, sau đó các bạn nhấn vào cái phần link này để chúng ta học bài 1. Sau khi mà nhấn vào cái đường link đấy thì nó sẽ ra một cái trang web hocviencrypto.online, thì ở đây sẽ hiển thị cái bài 1. Và nếu như bạn chưa có tài khoản ở trên trang Học viện Crypto.online thì các bạn hãy nhấn vào cái phần là đăng ký khóa học trở thành bậc thầy trader thực chiến trong vòng 30 ngày. Các bạn nhấn vào đây để đăng ký tài khoản. Hiện tại cái khóa học trở thành bậc thầy trader thực chiến trong 30 ngày đang có giá là 200 đô, nhưng mà đang có giá là 200 đô, nhưng mà khi bạn nhập cái mã coupon là 100 trader thì bạn sẽ được học khóa học này free. Để tiếp tục, các bạn nhấn vào cái phần là Pucha. Đây, giá trị khóa học nó hiện tại nó đang là 200 đô. Và các bạn khi có mã coupon ấy thì các bạn hãy điền vào đây, đó là tôi có mã giảm giá. Các bạn kích vào click to enter it. Các bạn điền mã là 100 trader vào đây. Viết hoa 100 trader viết hoa, sau đó các bạn nhấn áp dụng. Đấy, thì khi điền cái mã này vào, các bạn sẽ được giảm giá 100% cái hành trình này. Giá hiện tại đang là 0 đô. Sau đó các bạn nhập họ tên của mình vào để đăng ký. Các bạn nhấn vào nút đăng ký. Đó, nó đã thông báo là như vậy, là như này. Nó thông báo là cái quá trình thanh toán của bạn đã thành công này, phí thanh toán của bạn là free này, cái mã giảm giá của bạn là 100 trader và trị giá khóa học này là 200 đô. Như vậy là bạn không phải thanh toán khóa học này khi các bạn sử dụng cái mã giảm giá là 100 trader. Đây là những cái sản phẩm trong cái khóa học 30 ngày trở thành bậc thầy trader thực chiến, có từ bài 1 cho đến bài 8. Bài 1 này, bài 2, bài 3. Bài 2 thì có 3 phần, từ bài 1 cho đến bài 8. Thì các bạn muốn học những cái bài nào thì các bạn, ví dụ học bài 1 các bạn kích vào đây. Các bạn có thể học bài 1. Đây chính là video của bài 1 và cũng sẽ có cái link trả bài tập số 1 ở đây. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký học thành công cái khóa học 30 ngày trở thành bậc thầy trader miễn phí, sử dụng cái mã giảm giá đó là 100 trader. Thì cái mã này giới hạn cho 100 người đầu tiên. Sau khi điền 100 cái mã này, sau khi 100 cái mã này được dùng hết thì sẽ hết 100 cái khuyến mại cho cái hành trình này. Các bạn lưu ý là khi các bạn thanh toán và đăng ký thành công thì đây chính là cái tài khoản đăng nhập của các bạn, và cái password nó sẽ được gửi vào cái email của các bạn. Các bạn vào email, các bạn kiểm tra, nó sẽ có một cái email haiyendầutu40.com. Đây chính là cái username để đăng nhập ở cái trang học viện crypto.online, và đây là cái password của bạn dùng để đăng nhập cái trang này. Và các bạn nhấn vào cái link sau để đăng nhập và học những khóa học của mình đăng ký. Các bạn sẽ sử dụng cái password này để đăng nhập và đổi cái password đó cho nó dễ nhớ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký thành công cái hành trình 30 ngày trở thành bậc thầy trader, đăng ký học miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.